đi làm từ thiện là chính nhưng làm màu là 10. Ngân 98 và Hana Olala phản pháo cực gắt khi cộng đồng mạng sơ hở là không thấy làm từ thiện. Giữa lúc thiên tai, câu nói của Hà Anh Tuấn bỗng viral trở lại. Khi việc làm từ thiện trở thành thước đo sự tử tế, Hoa hậu Hương Giang bóc hơi khỏi ghế nóng chung kết Miss Universe Việt Nam 2024. Chào mừng các bạn đến với bản tin tối của ống kính hậu trường. Sau đây, hãy cùng tôi điểm qua những tin tức hot trong ngày. Đi làm từ thiện là chính nhưng làm màu là 10. Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc và Quế Vân bị chỉ trích khi đi từ thiện. Những ngày vừa qua, các địa phương phía Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ. Trước những khó khăn này, người dân trong và ngoài nước đã cùng nhau chung tay hướng về miền Bắc, hỗ trợ nhu yếu phẩm, tiền mặt để giúp người dân sớm khắc phục cuộc sống. Bên cạnh đó, nhiều nghệ sĩ Việt thậm chí còn đến tận những địa phương đang bị ngập lụt, tận tay trao những món quà ý nghĩa đến bà con nơi đây. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu cư dân mạng không phát hiện đoạn clip đi làm từ thiện của vợ chồng ca sĩ Ưng Hoàng Phúc và Quế Vân. Cụ thể, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc vợ chồng Ưng Hoàng Phúc Kim Cương cùng Quế Vân đang lội nước để đi vào nơi bị ngập lụt. Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu có vấn đề khi một người trong ekip có một phát ngôn đi vào lòng đất. Trong clip, người này cầm điện thoại để chụp ảnh cho vợ chồng Ưng Hoàng Phúc Kim Cương và Quế Vân, đồng thời yêu cầu mọi người đứng lui vào chỗ ngập sâu sâu cho nó ấy. Câu nói này đã khiến nhiều cư dân mạng phẫn nộ, chỉ trích vợ chồng Ưng Hoàng Phúc lẫn ekip, cho rằng những người này đang cố tình sắp xếp vào chỗ ngập sâu để chụp ảnh phong bạt PR cho bản thân giữa lúc đồng bào miền Bắc đang trong nỗi đau bởi thiên tai, mất mát. Tuy nhiên, một số netizen cũng không loại trừ khả năng người có câu nói kém duyên kể trên không phải thuộc ekip từ thiện của Ưng Hoàng Phúc và Quế Vân. Hiện đoạn clip liên quan đến vợ chồng Ưng Hoàng Phúc và Quế Vân đang là chủ đề bàn luận của cư dân mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngân 98 và Hana Olala phản pháo cực gắt khi cộng đồng mạng sơ hở là không thấy làm từ thiện. Rất vô duyên. Người ta làm gì hay người ta ủng hộ cái gì đó là chuyện của người ta. Bạn làm được cái gì thì làm đi, đừng có lo phận người khác. Không ngồi yên chịu trận, hai nữ KOL đã có những chia sẻ thẳng thắn. Đến thời điểm hiện tại, câu chuyện làm từ thiện, ủng hộ cho bà con bị bão lũ ở các tỉnh miền Bắc vẫn là vấn đề nóng hổi và gây tranh cãi. Dù đã có rất nhiều tấm lòng nhân ái, bỏ tiền bỏ sức ra để giúp đỡ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3, đặc biệt là các nghệ sĩ, TikToker hay KOL, nhưng họ vẫn đang phải nhận về những làn sóng dữ dội từ dư luận. Đối với Ngân 98, cô thẳng tay block những người có comment khiếm nhã. Nữ DJ cho rằng làm thiện nguyện là từ tâm và cô đã làm rất nhiều chứ không phải đợi nhắc mới làm. Cô rất cứng rắn trước những lời lẽ toxic của cư dân mạng và khẳng định bản thân sẽ làm những gì mình muốn và không để bị kích động. Trước đó, người đẹp dao kéo cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi làm từ thiện tại các trại trẻ mồ côi cùng Lương Bằng Quang. Cô thậm chí còn làm rất đều đặn, có hẳn quỹ riêng trích từ các CD diễn dành cho việc thiện nguyện. Cùng quan điểm với Ngân 98, CEO Ohana cũng thẳng thắn phản pháo khi bị cộng đồng mạng nhắc nhở về việc hãy làm từ thiện. Bạn làm được gì thì bạn làm đi, đừng có lo phần của người khác. Cô cho rằng làm từ thiện không phải là nghĩa vụ mà là từ tâm và mỗi người sẽ có cách làm khác nhau, người góp của, người góp công hoặc có người sẽ chia sẻ để tạo động lực. Trước đó, nữ TikToker cũng đã gây sốt khi quyên góp cho quỹ UNICEF 1 triệu đô tương đương 25 tỷ đồng để hỗ trợ cho trẻ em Việt Nam. Có thể thấy, vấn đề làm từ thiện ngày càng trở nên nhạy cảm, đặc biệt đối với những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội khi họ liên tục phải đón nhận những làn sóng trái chiều, yêu cầu một cách vô lý về những việc mà họ không có nghĩa vụ phải làm. Hoặc dù đã làm thì vẫn nhận về những phản ứng khá tiêu cực như Diệp Lê hay Phạm Thoại. Giữa lúc thiên tai, câu nói của Hà Anh Tuấn bỗng viral trở lại, dân chơi giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người. Sự giàu có không đến từ giá trị vật chất mà là điều mình làm được cho đời. Nam ca sĩ từ chối đánh bóng tên tuổi, miệt mài làm đẹp cho đất nước, Hà Anh Tuấn là một trường hợp hiếm của showbiz Việt. Sở hữu giọng hát đầy nội lực và mang đậm phong cách riêng, anh là một ca sĩ hoạt động âm thầm đơn lẻ, song Hà Anh Tuấn vẫn là một trong số ít những nghệ sĩ có lượng fan khủng và ghi dấu được tên tuổi riêng của mình trong lòng khán giả. Thậm chí, trong những năm trở lại đây, anh cho biết đã từ bỏ tâm lý mong muốn được khen hay nhận các giải thưởng danh giá trong âm nhạc. Nam ca sĩ chủ động không tiếp cận và né tránh ngay cả khi được trao giải, dẫu vẫn cảm ơn ban tổ chức song anh thường tránh xuất hiện. Anh thấy không thể khoác thêm áp lực và ảo mộng không cần thiết cho sự hạnh phúc. Từng chia sẻ bản thân là một người mê tiền, song Hà Anh Tuấn cho biết nếu có nhiều tiền anh sẽ ưu tiên cho việc cứu người. Nhiều người cho rằng anh là thiếu gia nhà giàu, song chính nam ca sĩ này đã phủ nhận ngay. Theo anh, sự giàu có không đến từ những giá trị vật chất mà quan trọng là điều mình làm được trong cuộc sống. Chính vì thế, trong suốt những năm qua, Hà Anh Tuấn đã âm thầm thực hiện những hoạt động thiện nguyện, dự án cộng đồng. Mới đây, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ đồng bào thiệt hại do cơn bão Yagi, ca sĩ đã đóng góp ngay 1 tỷ đồng thông qua Trung ương Đoàn để giúp đỡ người dân vùng bão lũ ổn định cuộc sống. Trước hành động ý nghĩa chia sẻ cùng đồng bào của dân chơi nhân ái này, người hâm mộ đã lục lại quan điểm dậy sóng anh đã chia sẻ. Dân chơi giờ phải khoe cứu được bao nhiêu người, chứ khoe cái xe, cái túi là lỗi thời rồi. Không chỉ truyền tai nhau câu nói của nam ca sĩ, nhiều người còn kể lại những hành động đẹp anh đã và đang làm được. Trong suốt những năm qua, Hà Anh Tuấn cùng cộng sự đã nối dài các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa. Ở thời điểm cả nước phải căng mình chống dịch Covid-19, anh là một trong những nghệ sĩ đầu tiên hỗ trợ trang thiết bị chống dịch, trong đó có 3 phòng áp lực âm tại Hà Nội, Sài Gòn, Quảng Ninh. Ngay sau đó, dân chơi nhân ái này lại tiếp tục gửi 500 triệu đồng từ tiền bán vé đêm nhạc Veston để ủng hộ quỹ vaccine Covid-19.
Vào hồi năm 2020, nghe tin chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly ngừng phát sóng vì không có nguồn tài trợ, nam ca sĩ đã quyết định ủng hộ 3 tỷ đồng cho chương trình. Điều này giúp những người làm chương trình có thêm động lực và để có thể đảm bảo cho nhiều gia đình đoàn tụ và lan tỏa nhân ái trong cộng đồng. Chưa dừng lại ở đó, kể từ năm 2019 đến nay, giọng ca sinh năm 1984 cùng ekip của mình đã âm thầm dùng nguồn kinh phí trích ra từ những hoạt động nghệ thuật, sản phẩm âm nhạc để trồng cây gây rừng với dự án mang tên Rừng Việt Nam. Đến thời điểm hiện tại, dự án của anh đã đi qua 4 địa phương với hàng nghìn cây xanh được phun trồng. Tài sinh việc làm này của anh cũng truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ khác trong showbiz Việt, khiến nhiều người muốn chung tay góp sức như Lưu Hương Giang, Phương Ly, Hoàng Dũng, Trần Duy Khang, Thịnh Suy và cả huyền thoại âm nhạc người Nhật Guitar Do. Bên cạnh những hoạt động cộng đồng, thiện nguyện do chính mình khởi xướng, Hà Anh Tuấn còn là đại sứ trong nhiều hoạt động như quỹ học bổng Vừa A Dính, thành viên hội bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, anh thường xuyên tham ủng hộ cho trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc dioxin, trẻ em khuyết tật. Với những hành động đã và đang tiếp tục làm, Hà Anh Tuấn đã dần chứng minh cho những phát ngôn của chính mình trong thời gian qua. Đừng bao giờ nghĩ những thứ bạn kiếm được là do tài năng. Quên đi, không có người mua thì bán cho ai, không có người mua thì bạn kiếm tiền kiểu gì. Bạn hưởng từ xã hội, bạn phải trả lại. Hay hãy năng kiếm tiền, làm việc hết mình đi xong rồi cứu người. Quay trở lại thời chúng ta đọc truyện cổ tích, luôn luôn có người làm anh hùng, vậy hãy làm anh hùng đi. Khi việc làm từ thiện trở thành thước đo sự tử tế, không gửi thì bị gieo tên, gửi ít thì là keo kiệt. Hát Hen nên từng bật khóc vì bị chỉ trích. Cảm thấy bị tổn thương rất là nhiều. Thiên nhiên Hen luôn trấn an những cái năng lượng tích cực như vậy. Mỗi lần Hen đọc lại, Hen đều cảm thấy cực kỳ đau đớn. Ngân 98 bức xúc khi bị dí từ thiện. Người ta làm gì, người ta ủng hộ cái gì đó là chuyện của người ta. Đâu phải là mấy bạn cứ luôn luôn bắt người khác làm theo ý mấy bạn muốn được, trong khi là Ngân cũng làm rất là nhiều việc thiện nguyện cho bộ mấy bạn đuôi nha. Blog là tại sao, không phải là Ngân sợ hay gì cả, nhưng mà cái đó nó đang mang một cái tính là kích động, công kích và ép buộc người khác làm những cái điều mà mấy bạn muốn, cho nên là Ngân blog, Ngân không thích nói, Ngân blog chứ chẳng phải cái việc sợ, không sợ gì cả. Diệp Lê đóng góp 1 tỷ vẫn bị chửi. Hana Olala, bạn làm được gì thì làm đi, đừng có lo phần người khác. Bạn làm được cái gì thì làm đi, đừng có lo phần người khác. Với lại từ thiện không phải là một cái nghĩa vụ mà đó là thiện tâm của mỗi người. Bạn chỉ có cần làm người tử tế, không có hại ai, đi làm đóng thuế đầy đủ đã là tốt rồi. Và nếu mà không vô duyên thì càng tốt hơn nữa. Cả nước chưa bao giờ đứng ngoài nỗi đau của đồng bào gặp thiên tai. Gần một tuần kể từ khi bão Iagi, bão số 3, đổ bộ vào miền Bắc gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho người dân. Hiện tại, công tác khắc phục hậu quả do bão đang được các địa phương khẩn trương triển khai để sớm ổn định đời sống cho người dân. Bên cạnh đó, công tác cứu hộ, cứu trợ người dân ở những tỉnh, thành phố bị ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão, mưa lớn vẫn đang được triển khai gấp rút trong suốt những ngày qua. Trước tình cảnh khó khăn trăm bề của đồng bào miền Bắc chịu thiệt hại bão lũ, nhiều nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng đã chủ động chuẩn bị và kêu gọi quyên góp lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm gửi đến người dân. Tuy nhiên, không phải hành động hỗ trợ cộng đồng nào cũng được tuyên dương. Không phải lúc nào làm từ thiện cũng sẽ được khen ngợi, từ thiện là việc từ tâm. Nhưng bây giờ lại bị coi như thước đo sự tử tế, nếu có người nào không ủng hộ hoặc ủng hộ nhưng không đăng lên mạng xã hội thì sẽ bị gieo tên liên tục. Khi đã ủng hộ và đăng lên mạng xã hội thì lại bị dân mạng chê trách là ủng hộ quá ít dù số tiền lên đến hàng chục triệu đồng. Mới đây trên trang cá nhân, Diệp Lê đã đăng thông báo chính thức về việc vợ chồng cô chuyển khoản ủng hộ quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số tiền 1 tỷ đồng, trích từ lợi nhuận phiên live giữa tháng 9 sắp tới để hưởng ứng phong trào cứu trợ người dân vượt qua khó khăn sau bão số 3. Tuy nhiên, Diệp Lê chia sẻ thêm vì tính cấp bách của tình hình bão lũ, cô không thể chờ đợi thêm, do đó, sau khi bàn bạc với chồng, TikToker này quyết định dùng tiền tiết kiệm của cả hai để chuyển trước đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm hỗ trợ người dân trong giai đoạn khó khăn. Bên cạnh những lời khen, vẫn có những bình luận trái chiều từ Giang Cư Mận cho rằng Diệp Lê nên dừng livestream ngày 15 tháng 9 để chia sẻ nỗi đau với cộng đồng và cũng cho rằng cô chỉ đăng PR để livestream sắp tới về số. Bên cạnh đó, một CEO và founder của chuỗi dịch vụ du lịch đã chia sẻ về việc đóng góp 22 triệu đồng để ủng hộ các tỉnh thành phía Bắc khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử. Tuy nhiên, khi nam CEO này chia sẻ bảng chụp số tiền mình quyên góp, bỗng một netizen vào góp ý sao anh lại đóng góp số tiền không xứng tầm với vị thế CEO của mình. Người này bình luận, em biết hơn 20 triệu là số tiền không nhỏ, cũng rất quý rồi. Nhưng em thấy nó không xứng tầm của anh ạ, nghệ sĩ người ta toàn ủng hộ cả 100 triệu thôi ạ, em góp ý vậy thôi, chứ không có ý gì. Vừa qua, Ngân 98 đã có buổi livestream trên kênh TikTok của mình. Nhưng ngay khi vừa lên live, cô đã liên tục bị cộng đồng mạng dí vì không thấy cô và bạn trai làm từ thiện ủng hộ miền Bắc. Quá bức xúc, cô nàng đã block thẳng tay nhưng bình luận mang tính công kích và ép buộc mình và khẳng định bản thân vẫn luôn âm thầm làm từ thiện. Không chỉ Ngân 98 bị gieo tên, mà nữ beauty blogger từng quyên góp cho UNICEF Việt Nam 1 triệu đô la Mỹ cũng bị cộng đồng mạng lôi ra dí đến mức công nàng phải lên clip nói về việc làm từ thiện của bản thân và khẳng định lại việc làm từ thiện là do bản thân mỗi người. Không chỉ mới đây mà trước đó cũng rất nhiều lần như nghệ sĩ, người nổi tiếng bị chỉ trích liên quan đến vấn đề làm từ thiện. Năm 2020, khi đồng bào miền Trung cũng chìm vào nước lũ, hoa hậu Hát Hen Niên Dã bỏ ra 50 triệu đồng để ủng hộ bà con miền Trung. Tuy nhiên, ngoài những lời khen thì cô nàng lại nhận về vô số lời chỉ trích vì cho rằng một nàng hoa hậu mà chỉ ủng hộ 50 triệu là quá ít. Cộng đồng mạng chỉ trích cô keo kiệt, cô nàng đã đau đớn đến bật khóc vì những đóng góp của mình không được công nhận mà còn bị chỉ trích. Hoa hậu Hương Giang bốc hơi khỏi ghế nóng chung kết Miss Universe Việt Nam 2024, mãn nhãn với màn tài năng của nàng hậu, đảm nhiệm vai trò sản xuất, kiêm luôn ghế nóng ban giám khảo.
đến khuấy động sân khấu bán kết Miss Universe Việt Nam, nhưng vô tình bị chỉ trích phản cảm. Vừa qua là đêm bán kết Miss Universe Việt Nam 2024 đã thu hút rất nhiều sự chú ý từ công chúng. Đêm diễn không chỉ bùng cháy bởi màn trình diễn của top 29 người đẹp mà còn nóng hơn bao giờ hết với màn trình diễn của giám khảo Hoa hậu Hương Giang. Hoa hậu Hương Giang đảm nhiệm vai trò là nhà sản xuất và kiêm luôn vị trí ban giám khảo trong mùa giải Miss Universe Việt Nam 2024 người đẹp đã khuấy động sân khấu với màn trình diễn nóng bỏng cùng rapper Genji Pháp Kiều. Hương Giang trong màn trình diễn này đã diện một bộ râm rút ngắn, tô xô khoe chọn hình thể thanh mảnh trên sân khấu. Tuy nhiên, lại có một phân cảnh cả hai thực hiện động tác nắm trên sân khấu và Pháp Kiều dùng chân lật người của nàng hậu. Hình ảnh này vô tình trở nên viral và bị chỉ trích nhiều trên các nền tảng. Nhiều khán giả cho rằng động tác này là không thực sự cần thiết và nó rất phản cảm, không phù hợp với bối cảnh. Đặc biệt đây còn là một cuộc thi hoa hậu, đòi hỏi sự gợi cảm nhưng vẫn trong khuôn khổ thanh lịch và sang trọng, nên động tác vũ đạo này được cho là cực kỳ vô duyên. Không thể phủ nhận rằng Hoa hậu Hương Giang cực kỳ tài năng khi có thể đảm nhiệm nhiều vị trí. Tuy nhiên, cũng có người bày tỏ Hương Giang đang cố vác một cắc áo khá rộng so với mình. Khi nàng hậu vừa đảm nhận vai trò nhà sản xuất, làm giám khảo chấm các thí sinh giờ lại kiêm luôn cả ca sĩ trình diễn. Điều này khiến cho cô nàng sẽ rất khó để có thể theo dõi sát sao tất cả mọi việc đang xảy ra. Trước đó, Hoa hậu Hương Giang cũng vướng nhiều chỉ trích trái chiều khi tâng bốc thí sinh Trà My quá đà. Nguyên nhân được cho là vì Trà My là học trò của người đẹp ở một chương trình khác cách đây vài tháng. Đêm bán kết Miss Universe Việt Nam đã khép lại, hành trình của các người đẹp cũng đi đến giai đoạn cuối cùng. Ở đêm chung kết này để tìm ra chủ nhân cho vương miện triệu đô thì Hương Giang bất ngờ bốc hơi khỏi vị trí ban giám khảo. Không rõ vì lý do gì mà nàng hậu lại bỏ lỡ hành trình cuối cùng các thí sinh. Dù trước đó Hoa hậu Hương Giang là một trong những người đã ngồi vị trí giám khảo từ vòng sơ khảo. Nhiều khán giả cho rằng có lẽ vì Hương Giang vướng nhiều chỉ trích sau khi ôm đồm quá nhiều vị trí nên đã quyết định dừng lại. Sau sự vắng mặt ở ghế giám khảo của Hoa hậu Hương Giang, nhưng Miss Universe Việt Nam lại nóng hơn bao giờ hết khi thành viên ban giám khảo chung kết được lộ diện. Một trong số những cái tên gây sốt chính là cựu Hoa hậu Hoàn Vũ 2019 Georgie, người đẹp đến từ Nam Phi. Nàng hậu đến từ Nam Phi được giới fan sắc đẹp đánh giá là một cái tên vô cùng mạnh trong các đời Hoa hậu. Năm 2019 cũng được xem là một năm khát máu khi trận chiến interview giữa Á 1 và Hoa hậu trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều fan sắc đẹp trên thế giới. Với kinh nghiệm là người mẫu, đồng thời là người chiến thắng cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh, người đẹp sinh năm 1993 được kỳ vọng sẽ có những quyết định công tâm để tìm ra người xứng đáng mang vinh quang về cho Việt Nam. Ngoài người đẹp đến từ Nam Phi, Miss Universe Việt Nam còn đón chào siêu mẫu Thái Lan Lucket cũng sẽ góp mặt trong vị trí giám khảo đêm chung kết. Được biết Lucket từng đạt ngôi vị cao nhất là Miss Thái Lan World và Miss Continental Queen và Oceania. Như thế đồng nghĩa với đêm chung kết Miss Universe Việt Nam của chúng ta sẽ có sự góp mặt của Hoa hậu Georgie cùng trưởng ban giám khảo bà Thúy Nga, siêu mẫu Thanh Hằng, nhà sản xuất Dược Sĩ Tiến, giám đốc sáng tạo Hà Đỗ và siêu mẫu Lucket. Bản tin hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.